Máy đan kẽm gai là loại máy có chức năng đan những sợi kẽm dạng trơn thành dây kẽm gai các loại nhằm phục vụ cho những mục đích nhất định trong đời sống. Máy sử dụng công nghệ hiện đại để chuyển đổi sợi thép thành dây thép gai chắc chắn và đồng đều. Qua quá trình uốn cong và gắn chúng vào vật liệu, đảm bảo rằng dây thép gai có đường kính và khoảng cách giữa các gai đúng theo yêu cầu của khách hàng. Với tính năng tự động, máy đan giúp tăng năng suất sản xuất một cách đáng kể. Quá trình sản xuất trở nên nhanh chóng và liên tục, tiết kiệm thời gian và công sức lao động. Đồng thời, chất lượng sản phẩm cũng được đảm bảo nhờ sự đồng nhất và chính xác trong quá trình sản xuất. Một lợi ích quan trọng khác của máy là tiết kiệm chi phí. Thay vì sử dụng đội ngũ công nhân đan thủ công, bạn chỉ cần một máy đan dây thép và một nhân viên để vận hành. Điều này giúp giảm thiểu chi phí lao động, từ đó gia tăng lợi nhuận. Mọi thông tin xin liên hệ số điện thoại 0963 303 534 để được tư vấn cụ thể.